Lô cả nhà, Quỳnh Huỳnh cũng mới vừa lên Sài Gòn xong cái mới vừa tắm rửa nè. Tắm rửa xong Quỳnh Huỳnh thay đồ. Rồi bây giờ ba chú cháu, Quỳnh Huỳnh, Điền Quân với lại cháu Ngọc đi xuống thăm một người cháu con của chị Hai đó các bạn. Xuống lâu quá rồi Quỳnh Huỳnh cũng về đây mấy lần mà cũng busy rồi mỗi lần lên đây cũng không có dịp chạy xuống thăm cái nhà hàng chay. Nhà hàng chay với cái gì dưới đó con? Với lại cái quán bar của cháu. Cho nên thôi sẵn dịp như vậy Bình Huỳnh lên đây rồi mình tận dụng thời gian này đó các bạn. Cháu Ngọc đưa Bình Huỳnh xuống thăm người cháu dưới kia. Mời đại gia đình của mình cũng đi với Bình Huỳnh để xem coi người cháu có cái tiệm cơm của người cháu như thế nào nha. Bình Huỳnh thì hôm bữa thấy Ngọc review trên đó rồi. Nhưng mà Bình Huỳnh cũng không có tận mắt thấy đó. Hôm nay sẵn dịp như vậy Bình Huỳnh cháu rủ Bình Huỳnh đi. Chú cháu đi luôn. Trời ơi. Sinh nhật hả? Tối sinh nhật ai vậy? Không, giờ chị phải đi với à, hôm nay sinh nhật ai vậy? Sinh nhật Cọp. Con Tài. À, sinh nhật con Tài hả? À, vậy hả? Bây giờ Bình Huỳnh đi xuống dưới kia mà đây là anh em ở trong hàng xóm đó các bạn. Anh em ở hàng xóm ở đây tổ chức sinh nhật. Hương ơi, để gói thuốc trở lại anh em hút sinh nhật cho vui ha. Lát nó về nhà chú. Ai sinh nhật vậy? Trời đất ơi. Tôi. Ai hai hai đứa ở đây ăn sinh nhật vui vẻ nha. Rồi bác Năm đi xuống thăm nhà hàng của chị Ly con ở dưới quận 7 á. Rồi chút xíu bác Năm về. Nhớ ngồi đi chờ bác Năm nha. Chưa đồ ăn cho bác Năm với nha. Tới sáng luôn. Rồi tới sáng luôn. Tới sáng luôn. Mày tiếng tới sáng nha. Mai thì mai. Nhìn vô ăn thấy hấp dẫn quá ha. Mực nè. Rồi cái này gì đây? Vịt quay. Vịt quay. Chú nằm đi. Rồi cái món này chú muốn gỏi gì hả? Bò bắp thấu. Wow. Và đôi gì nữa? Còn nữa. Còn nữa hả? Dạ. Hôm nay mời mấy bàn? Có 3 bàn trong xóm mà không? 3 bàn hả? Thôi vậy cũng được, quá tình cảm rồi. Xóm này là xóm coi như là mình đặt là xóm gì quanh nào ta? Xóm ăn chơi. Không phải xóm ăn chơi, xóm ăn chơi là không đúng. Xóm 380 chú Năm ơi. Mình có Đức Năm làm miếng rồi. Thôi được rồi, để chú đi, chút xíu chú đi về chờ chú ngồi ha. Bởi vì chú đi đường không được lái xe, không an phạt. Uống rượu lái xe không an phạt. Nhật lái mà chú không thấy đâu. Ngồi kế bên cũng vậy. Bây giờ có cái lệnh mới rồi. Ngồi kế bên không được. Cái người nào điện thoại rủ nhậu cũng bị. Đúng rồi. Thôi anh em chơi vui vẻ đi. Chú đi chút xíu chú về. Chú đi nghe con. Dạ chú. Các bạn ơi, bây giờ Bình Huỳnh, chú cháu Bình Huỳnh đã đến đây rồi nè. Ở đây bên này là khách sạn phải không con? Khách sạn Savina của chị đó. Savina của người cháu nè. Rồi đây là cháu mở một cái bar, cái quán ở đây là cái có tên là Sea Coffee and Lounge. Bên trong mình bán những cái gì vậy con? Đây nè, mình phải hỏi nhân viên đây nè. Ly chưa tới hả con? Bữa nay là chỉ thay đổi hết trơn rồi đó chú. Bữa là vô là nguyên cái tường này là màu xanh lá cây rồi ha. Chơi bữa trước đó màu gì? Dạ. Hôm trước còn nguyên một cái băng ghế dài vậy nè. Rồi bây giờ chú cháu mình kiếm chỗ nào ngồi mình cũng phải kêu cái menu ra mình ăn thử chứ. Ở đây là địa chỉ số mấy vậy cả? Dạ số 2, số 4, Phan Kim Bích, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Số 4? Số 2, số 4. Số 2, số 4, Phan Kim Bích. Dạ. Phường mấy? Dạ vâng, dạ phường Tân Phong. Phường Tân Phong, quận 7. Dạ. Thôi đây chú, mời cho tỏ máy đi. You when you will be here before? No. But it's your first time? I'll sit next to him. Okay. Hôm nay cái làm là ngày hồi đó đó là từ cái khách sạn tới cái này là chia ra. Bây giờ là làm là khóa ra luôn. Là bên này là mình chỉ có là cái quầy tiếp tân bên khách sạn ở đâu? Quầy tiếp tân khách sạn mà ở bên kia chứ không phải đây hả? Là đây luôn phải hả? Vậy hả? Khi mình lấy phòng là mình lấy phòng ở đây, book phòng ở đây. Ở đây mình cái giá phòng nữa, mình có mấy giá phòng vậy cháu? Có
À, một cái giá phòng là 1.350.000 nè. Rồi cái giá số 2 là 1.400.000. Wow. 1.500.000, 1.600.000, 1.800.000 và 2.500.000. Cái 2.500.000 này là phòng gì đấy con? Dạ 1.350.000, 2.500.000, dạ là phòng cao cấp nhất bên con. Phòng cao cấp nhất hả? À? Dạ. À. Trong phòng này là đó phòng có bồn tắm, city view, phòng rộng. À. Để chút xíu nữa chú lên chú coi thử coi. Dạ. Không? Khách sạn của cháu mà chú chưa bao giờ được về đây ngủ chứ. Để gì chị cho ngủ. Là đường chân trời đó chú. Đường chân trời. À. Mà có lý chưa? Có lý không? Thường. Được ha. Còn kêu ra cái ly nè, Pink Lady nè cả nhà nè. Đó. Rồi Ngọc kêu thêm cái ly Việt Quốc đá xay nè, ly nào cũng ngon hết trơn. Cái đó cái dạng giống như kem hay là da ua phải không? Dạ. Còn qua đây mà cũng không có nói với chị Ly trước. Bữa nay là chủ nhật. À, bước lên xe rồi con mới nhắn chị. Con bước lên xe con mới nhắn chị, con nói em với chú Bình đang qua. Rồi cái chị bữa nay chị có hẹn công việc rồi mất tiêu rồi. Bởi vậy con thì con có dịp về tới về luôn gặp hoài. Mà chú là chú quyết định là bữa nay lên gặp đây chứ. Mà cũng cứ chú dở là chờ, tại vì là chú cháu mình quen có set up trước. Yeah. Nếu mà set up trước thì cứ nghĩ đi là chị Ly con lúc nào có ở đây mà phải không? Nay chủ nhật. Chủ nhật. Ừ. Hai chủ nhật là vì sao không đi lỡ đi vô coi phim với mấy đứa nhỏ rồi. À, dẫn mấy đứa nhỏ đi coi phim á. Thôi kệ nó, đám cưới thì gặp. Đám cưới gặp, bữa đi gặp. Yeah, nhưng mà cũng có mục đích của con hôm nay, con cũng muốn chú coi cái nhà hàng của chị với khách sạn của chị. Cái khu vực chỗ này chú thích ghê chứ. Yeah. À. Cả nhà mình mà có về mà ở cái quận 7 rồi này kia mà dọc vô xung quanh đây toàn đồ Hàn Quốc không? Mình thích ăn đồ Hàn Quốc mà khu vực quận 7 rồi này kia nó rất là êm ả ha chú ha. À, cứ ở cái khách sạn Sabina này. Không, giá cả rất là mã các bạn. Giá cả ok. Đồ ăn ngon, không gian đẹp nha. Thôi kệ đó, để chị đi chơi đi, thoải mái tâm hồn đi chứ gì đâu. Chú còn ở đây lâu mà. À, hồi bữa con có coi cái comment của cái video mà chú lên nhà con ngày đầu tiên á. À. Rồi cái mấy đứa nhỏ chú Tám con có đọc một cái comment nói mấy chị đó là nó có chị đó chỉ ghi là con của chú Tám thấy chú vô mà không chào á. Nhưng mà thật sự để Ngọc nói cho cả nhà nghe cái trường hợp nó là như vậy nè. Yeah. Chú Bình đã gặp mấy đứa nhỏ ở lúc trưa rồi. Lúc buổi trưa rồi các bạn. Là tụi nó qua, tụi nó đứng nguyên một đám chào. Chào. Rồi xong rồi cái bắt đầu tối tụi nó qua thêm lần nữa. Rồi lúc đó thì chú mới Bình, chú mới đi vô, chú nói mấy đứa nhỏ con nhà chú Tám đâu rồi, là lúc đó đang gặp nhau rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mình không có cái quay video 24/24 rồi mình biết cái sự kiện như thế nào, nên là mình không có quay lúc trưa. À. Mà lúc tối cái mình đi kiếm nó, cái mình quay cái làm ông bà cô chú nói là tưởng là lần đầu tiên là chú gặp tụi nó. Đúng rồi. Là nó, tụi nó không đứng lên chào. À. Mà để chú đứng chào. Mà trong khi các cháu thì nhà mà kế bên đó bước qua khỏi hàng rào cho mấy. Đó. Thì cho nên các cháu cũng đều là trong khi các cháu đi ra đi làm về rồi đó. Rồi sinh hoạt cũng mặc đồ bình thường để qua như là ăn chung với gia đình vậy thôi các bạn. Nên là thấy chị đó chỉ ghi vậy thì con thấy cũng tội nghiệp mấy đứa. Các cháu là... Bình ngoan ngoãn lắm cả nhà. Không đến nổi nhưng mà các tội. Bạn tình ngay mà cái lý nó gian. Tình ngay lý gian. Chú cũng đọc comment nó thấy tội cho nên thấy chú tội. Chú có ghi cái comment có không lại. Chú có ghi không? Đúng rồi, phải ghi để cho tụi nó chứ còn cái tình ngay mà lý gian đó. Mọi người cũng thông cảm cho các cháu còn trẻ tuổi. Nhưng mà mọi người cũng biết mà, trong video mình chỉ có mười mấy, 20 phút vậy thôi. À, cho nên cái này cũng có sơ hở của chú đây chứ hả? Không, cái lúc đó là mình lo mình gặp nhau, mình nói chuyện quá. Rồi cái mình cũng quên cầm cái máy lên mình quay lúc mà mình mới gặp nhau chú biết không? Đúng rồi, với lại cái thứ hai nữa là chú khi chú bước vô thì chú hỏi, ủa mấy con mới tới hả? Là ý là coi như là khi mà hồi chiều đó, khi mà chào hỏi rồi đó, gặp lần hai đó. Rồi các cháu đến đó là cũng là ăn cơm tối với gia đình vậy thôi. Đó cho nên ăn xong rồi cả tiếng đồng hồ, quýnh tớ nó ngồi cả tiếng 2 tiếng đồng hồ rồi chú mới vô coi nữa đó chứ. Ừ. Bởi vậy nó cũng hơi mọi người cũng thông cảm. Mà mốt là ăn vô là con chụp cái điện thoại quay liền. Chụp quay liền ngay lập tức. Nó bò nè phải không? Dạ. Bò bên kia em. Bên đây, bò bên đây. À, ba người phụ nam. Cái này của chị nè, đúng rồi, mày là của chị nè. Wow, ngon quá. Nhìn thấy hấp dẫn chứ. Dạ.
Chà, có cũng củ nguyên củ tỏi đồ trong đó luôn ha. Cái anh đầu bếp này á hả, là anh chị thuê anh đầu bếp này cũng được lắm chú. Dạ, con mì ý của con này nhìn hấp dẫn không? Cơm để đây cho chị đi. Ừ. Rồi, đầy đủ chưa? Xà lách để giữa đi. Xà lách để giữa. Đó. Hấp dẫn ha. Rồi, cảm ơn em dạ. Ok, đi quên, go ahead. Để đó vô hắn đi. Ăn đi, đi quên ăn đi. Đi quên ăn bò này, bò thân ngoại hay thân nội gì là của Úc nè. Cái sức sót đây là cũng được lắm. Anh nhật lại bữa ăn rồi. Rồi bữa đi với con đó. À, mà ở đây chỉ có cái cơm này đặc biệt lắm nghe chú nha. Cái cơm này nè, cơm bò bilat đây nè. Rất là đặc biệt, ngon. Tới lần lớn lần thứ hai con phải order lại á. Chú ăn đi. Để con làm camera cho. Chú cũng đang đói bụng nữa nè. Hấp dẫn nha. Đây hấp dẫn rồi đây. Ngon. Điều Quỳnh ơi, ngon không Điều Quỳnh ơi? Gà nó. Dạ ngon đi. Lại cái này là mì ý sốt kem chung với thịt cua. Thấy là thấy hạt khẩu vị với chú rồi đó. Không vậy không? Thịt bò ngon. Ủa thịt bò mềm thì thôi luôn chú. Bò này của Úc quá chú. Bò Úc hả? Dạ. Yeah. Đó. Trong cục cơm nữa kìa. Được không? Bò ngon, mềm. Ngon đi Quỳnh. Ngon. Mềm ha, very tender. Có xà lách nữa chứ. Sao kêu với xà lách ra ăn nữa nè. Chú ăn thử miếng cơm này. Cơm gì đây? Cơm bò bilat. Cơm bò bilat hả? Dạ. Signature của quán này luôn cả nhà. Cả nhà có tới đây ăn thử cơm bò này, Ngọc thử coi Ngọc nói đúng không? Cái này con ăn rồi đó phải không? Ăn rồi. Được không? Rồi lạ ha. Nó lực ha, có lý ha. Lý. Tỏi đó ăn mới ngon á. Tỏi là giờ ăn đâu có mùi nữa đâu. Giờ là ăn thơm với béo không à. Ngon. Chị nãy chị tưởng đâu là cái tỏi mà tỏi còn như nào chứ. Đâu có, người ta nướng lên hết chị. Làm sao mà biết béo hay không? Nướng lên chín lận béo ăn như khoai tây vậy chú. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Lần đầu tiên cho thử tỏi này luôn đi chứ. Dạ. Yeah. Sao đâu. Rồi Ngọc ăn thử cái mì ý coi. Có garlic bread nữa nè. Mời cả nhà nha. Ăn chung nha, mùi cua kìa. Mì ý sốt cho kèm mà có cua. Béo béo. Thơm. Trong này có hành tây nữa. À, cháu dẫn chú lên để tham quan cái phòng khách sạn ha. Dạ. Con đi làm tới mấy giờ? Làm ca đêm hả? Dạ con làm ca đến ca tối. Ờ ca tối hả? À, ok. Là khách Hàn Quốc hay là Việt Nam? Nhiều. À chung hả? Vì đa số là khách Hàn Quốc. À. Ủa mình hai chị nhánh hả? Dạ, có hai chị nhánh. Có chị nhánh Vũng Tàu nữa. Dạ đúng. Ờ, bây giờ ra Vũng Tàu rồi hả? Bữa nào chú ra Vũng Tàu đi tham quan. Không. Bây là phòng Remy Ông Suýt. Cái phòng 2 triệu mấy á phải không? À. Phòng để bạn. Ở trước đi con. À. Wow. Phòng ốc cũng rộng rãi đấy chứ. Chưa tới 100 đô chú hả? Chưa tới 100 đô được cái phòng như thế này thấy cũng rất là sạch sẽ thoải mái.
nhà vệ sinh sạch sẽ, có bồn tắm nè, có bồn tắm nè, rồi nhìn ra luôn à hả, ồ wow, nhìn si chu luôn mà. Đây tủ đựng đồ hả? À, rồi có dép, mọi người vừa đôi dép, bên này có cà phê. Ờ, ngoài ngoài này cũng có cái sinh riêng để cho mình rửa ta. Ừ, có những dịch vụ mạch xa rồi này kia, chai rồi mạch xa, à, mạch xa trên lầu 4 mình lên thì... À, trên lầu 4, trên lầu 4 có mạch xa. Phòng phòng này bao nhiêu cơ? À, có phòng tắm đứng chứ, phải có phòng tắm mà không có bồn tắm phải không? Không có bồn tắm. À, có phòng tắm đứng. À, là phòng này bao nhiêu cơ? À, ví dụ như là khách vô đây có cái này có lý nè. Phòng này đây là tại vì khách sạn mình cấm hút thuốc cho nên mình sắp hút. À, có lý chứ. Vậy cũng tốt quá, ví dụ như người khách mà người ta hút thuốc rồi đó ha. Người ta ra đây người ta đứng người ta hút thuốc mà. Mà vừa ta đứng đây hút thuốc mà vừa nhìn được cái view nữa chứ. Thấy không? Có lý. À, lên tầng 4 kìa. Tầng tầng 3 hả? Ở đây mình mấy tầng cơ? Dạ, con là 4 tầng. 4 tầng hả? Tầng 4 là 2 phòng suite. À, 2 phòng suite riêng biệt luôn. Cho nó sẽ yên tĩnh hơn. Ok. Thì chứ vậy phòng này chưa là bự nhất hả? Dạ, phòng này bự nhất nhưng mà nằm tầng 3. À, à, 3. Phòng suite là chưa nữa. Dạ, suite là nhỏ ở phòng riêng suite. Ừ. Ủa? Có mini golf đó hả? Dạ, là tầng 4 luôn. Tầng 4. Mini golf spa. Trời đất ơi. À. Là hai phòng đó là đặc biệt. À, đầy đủ đồ chơi chứ hả? Dạ. Thấy vô đây thấy cách nào cũng đem theo cái góp hết trơn. Đây là phòng spa đây nè, đi phòng spa đây. Bên trong này, trong này. Mở cửa ra được. À, xong rồi nữa. À, ồ, cái này là mình gói cái đây là phòng massage, có thu na, có sông hơi, thấy không? Dạ. Cũng có lý. Khách đi về mà mệt mỏi rồi vậy đó con. Shower, steam room. Đấy. Ồ, ra đây cái không gian ngoài này là mình ngồi đây mình hút thuốc cũng được chứ phải không? Ồ, ở đây có chân chơi góp luôn. Đánh cây chú. Đó. Có lý đi chứ. Hả? Chọn cây đi. Ờ, cái này thôi chứ nói gì nữa. Chú thôi chứ chú. Cái này là coi như là mình quất giờ quất thôi chứ có gì đâu. À. Mà tối quá không thấy đường nữa. Trời. Ừ. À, ai muốn ghiền góp thì vô chơi những cái này. Mình không biết đường đánh góp. Đúng rồi con, nhà nha. Con cầm cái tay như vậy là chưa đúng rồi. Nhưng mà vô, nhưng mà vô hay. Con không chơi, thấy chứ chơi là được. Con không chơi gì thôi. À. Đã không chơi thì thôi. À. Này có nguyên cái view của con Mạnh hả? À. Quá đẹp luôn. Hôm nay là quất con nè. Ngậu nè. Dạ. À, vô đây, vô đây. Go behind. Ra luôn sao luôn đi. Lý do sao vậy? Không tập trung được hả? Không tập trung được. Mà phải ra là sao cho thiệt là làm sao nè. Hiểu không? Bởi vì chú quất cái là cái gì ghê vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ờ, bên này phòng ship đây ha con.
Phòng phòng này là bao nhiêu tiền cơ? 1.800.000 hả? 1.800.000 ở tại ngay trung tâm, ở tại ngay quận 7 mà mình đã có được cái phòng như vậy 1.800.000 mà chưa đưa tới 100 đô mà có cái phòng rất là đầy đủ tiện nghi như thế này thì còn đòi gì nữa ta? Ừ. Rẻ hơn một cái tiền bên cái motel của bên Mỹ đó luôn. Cô thấy chưa? Rồi ok, cảm ơn em nhiều. Rồi. Còn tầng 2 nữa chị. Còn tầng 2 có gì nữa? Tầng 2 là những phòng nhỏ. Ủa sao em thấy phòng nhỏ, tao mướn hết trơn rồi. Dạ không, phòng 2 là phòng nhỏ. Lớn hơn cái phòng. À. Phòng chung đó chị. Không phải nào. À. Tầng 2 là phòng gì cơ? Tầng 2 là có phòng deluxe. Phòng deluxe hả? Phòng tầm trung ấy cũng còn trống. À. Rồi ok. Phòng này là 1.650.000. 1.650.000. Dạ. Chốt đơn. Phòng này bằng cái phòng nhỏ hồi nãy nhưng mà nó có 1.800. Ừ, nó cũng giống giống vậy đó. Có city view. À, có city view là view ra Sài Gòn đó, view qua thành phố đó. Ừ, nhìn xuống thấy đường này kia nè. Phòng nào nói chung là mấy cái kệ này cũng thiết kế cũng giống nhau. Nó cũng giống như cái phòng đầu tiên em hả? Nhưng mà nó nhỏ hơn chút xíu thôi. Ừ, 1.650.000. Phòng này là có hết rồi. Phòng này là chỉ có phòng này trống thôi. À. Đây này có một phòng trống nè. Dạ. Ok. Yên tĩnh, hả? Dạ. Sạch sẽ. Chú thích nhất là sạch sẽ. Chị Uyên qua đây mỗi ngày không? Dạ, chị Uyên hay qua bên chi nhánh này nhiều. Ừ. Rồi giá cả rẻ nữa ha. Bên kia của con có chi nhánh bên kia 33 phòng, chi nhánh này là 26 phòng. Ờ. Dạ. Yên tĩnh hơn. Em làm đây lâu chưa? Hơn. Dạ, em làm được 3 tháng. 3 tháng à. Uyên chứ khó khăn đồ không? Dạ không. Chị khó nói chị nghe. Ly bận quá chứ chú, thường thường chú không hay về. Nhưng mà cháu bận quá đó. Mà lần này chú cũng quyết định là đến, mà cũng là tại vì chú không set up trước. À, chú cứ nghĩ là Ly, chú cháu nghĩ là Ly ở đây tối nay. Gì dạ? Là chung Sabina một Savina luôn hả? Mà cái đó điều là hôm bữa chú coi cái video con có review cho chị con đâu phải không? Yeah. Savina Vũng Tàu nó không phải là khách sạn. À. Nó giống như mà chắc nó cũng là khách sạn á. À. Nó Vũng Tàu bữa là gì nhỉ? Villa. Ờ đó một cái villa mà dạng villa. Đi đông người luôn. European style. Thì Quỳnh nói phong cách giống châu Âu. Đúng rồi. Những cái phong cách ở đây, những cái bài trí rồi đó coi. Những cái bài trí đối với phong cách ở trên khách sạn cũng vậy. Những bài trí và những cái trang trí theo cái phong cách của Âu châu. Just that this is very good price. Only $80. The most expensive is $90. $50 to $90. Mostly Korean people. This is Korean location. Yeah, I noticed when I went outside that there's a Korean chicken place. Nah, everything here is Korean. What I like it over here is it get out, you know, it's very quiet. Yeah, it's on the quiet side of the big city. Mm-hmm. Good for sleep. Good for sleep. Rồi cho chị cái hộp này đi, chị đem về nè. Dạ, dạ. Cái ly nước này cho chị vô cái ly được không? Dạ được rồi. Bỏ uổng quá. Cảm ơn em. Dạ, dạ. Ừ. Rồi coi như vậy hôm nay cũng thành công không? Dẫn chú đi qua đây chơi hả? Ờ, không gặp được chị là chị con. Hai nhưng ngày mà... nữa gặp. Hai ngày nữa thì cháu về đám cưới đó các bạn. Hai ngày nữa gặp phạt cho ông Trần. Phạt chứ, chứ đâu phạt. Mà bây giờ đây chú cũng phạt cái con cái lỗi con nữa. Ý y. Hai chú cháu trên đường đi, trên đường đi rồi không có gọi gì trước, cũng không có báo trước gì hết các bạn. Cái gì nó thôi lên xe nhắn từ bên Gò Vấp qua tới đó cả tiếng đồng hồ mà không lẽ mà sắp xếp không kịp. Ừ. Phải không?
Mà chị có ở gần đây mà phải không? Con chịu á. À, con cũng chưa tới rồi, chưa chịu cả luôn hả? Không, không biết. Bởi vậy chứ nói với người thân chứ đâu phải muốn biết nhà nhau đâu. Với lại chị con từ ở quận 7 mà chạy tút qua Gò Vấp. Ừ. Ít gà bởi vậy ít lắm, ít cặp. À, ở xa con hả? Xa. Khi nãy chú ngồi xe, chú cháu mình đi ngồi từ quận 7 qua Gò Vấp đi cả tiếng đồng hồ hả? Đi còn đuối hơn đi từ Biên Hòa lên tới đây nữa. Đúng rồi. Đúng không? Mà Biên Hòa lên tới nhà con nó gần đó. Hơn, nó gần hơn chứ. Tôi ngồi chấp qua đây thấy xa dễ sợ luôn. Ờ. Đi cả mà kẹt xe đi tiếng mấy luôn các bạn. Khủng khiếp. Đi qua về Gò Vấp mà 45 phút à. Đường vắng này đi cái nửa tiếng à. Trời ơi, đi qua đây. Đồ ăn của cũng ngon, nói chung nước uống ngon. Rồi khách sạn rồi về tất cả công việc làm ăn của chị cũng ok. Ừ, mình qua đây mình tham quan không có mặt cháu của mình ở đây, nhưng mà mình thấy cái sinh hoạt của cháu mình ở đây cũng rất là an tâm. Rất là cháu rất là siêng năng, giỏi giang. Mà không những một chi nhánh này mà còn cháu đúng là tối hôm nay là chú cháu Bình Huỳnh còn đi qua thêm cái tiệm ăn đồ chay nữa đó chứ. Nhà hàng chay Mantra quận 7. Nhà hàng chay ở bên quận 7 mà trên cái video của bên cái khen của cháu Ngọc có review cho cả nhà mình đó các bạn. Cho nên mình cũng thông cảm cho cháu mình. Cháu rất là bận rộn rồi tối hôm nay đó là ngày Chủ nhật, tối Chủ nhật đó. Có một tối dành cho gia đình. Cho nên có một tối dành cho gia đình. Cháu đưa dẫn mấy đứa nhỏ đi coi phim. Đó, cho nên khi mà đã đọc được cái tin nhắn của cháu Ngọc ấy thì trong đặt chiếu phim rồi. Trong đặt chiếu phim rồi. Thì không, thôi thì chú cháu mà. Tối mình qua đây 8 giờ mấy. Tại mình chứ không phải là tại cháu. Đâu có mình, là chú không có trách cháu. Thì các bạn nếu mà ở gần đây lân cận gần đây mà có về mà ở khu vực quận 7 đó, các bạn đến đây khách sạn ủng hộ cho chú cháu Bình Huỳnh. Khách sạn ở đây thì các bạn thấy mình cũng review rồi đó. Rất là sạch sẽ, giá cả rất là hợp lý. Cái quan trọng giá cả hợp lý ha. Cũng như ở đây nó đầy đủ, nó khám viên nhìn nó đầy đủ. À, thức ăn thì mình có đây luôn, có cái lounge ở đây, mình vô ngồi trong okay, đằng sau đó các bạn cũng các uống rượu chát đủ các loại hay là các loại Big rượu string, móc theo à, thì các bạn cũng có đầy đủ để phục vụ mọi người. Còn bên này thì có cái phòng karaoke để tính kết bạn bè, tính kết gia đình hay là các bạn tổ chức những cái sinh nhật birthday. À, không, vài chục người thì các bạn đến đây mình tổ chức. Rồi đồ ăn thì Bình Huỳnh các bạn thấy mình ăn hết là biết rồi đó. Trao luôn kìa. Ôi kìa, không ai còn gì trơn. Nước uống cũng ngon. Đường chân trời đó. Này đường chân trời hả? Chân trời rộng mở. Thôi chú cháu Bình Huỳnh cũng xin kết thúc video ở đây rồi. Trước khi chú cháu Bình Huỳnh kết thúc video, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye cả nhà. Bye bye.